Good morning cả nhà. Hôm nay mình đi ăn hủ tiếu xương. Mình sẽ review tương đối là chi tiết cho các bạn, cho cả nhà. Để ai mà có đi qua Đồng Khánh thì mình có cái dịp thì mình sẽ ghé ở đây và ăn hủ tiếu nha. Đây là cái quán hủ tiếu xương Hai Tô. Cái hủ tiếu gọi là hủ tiếu khô ha. Còn đây là cái tô thứ hai có xương nè. Đây là cái điều làm nên cái sự khác biệt. Cái xương đó mình có thể yêu cầu ở đây là có xương ống, có xương mà hơi mà mỡ như này nè, mình thích ăn cái xương như này. Cũng có cái xương nạc nhưng mà mình thích ăn cái xương này hơn. Đó, nó vừa có mỡ vừa có nạc thì nó sẽ ngon hơn, dễ ăn hơn. Rồi đầu tiên là mình sẽ tiến hành bỏ rau với lại chanh ớt vô trước ha. Miếng tương ớt. Đây, các bạn mình dốc xuống nha, cho cái tương ớt nó gần xuống ở dưới cái lỗ này nè. Đặng mình bóp nó không bị kêu, tức là nó có cái khúc hơi ở trong á. Mình sẽ nhẹ nhàng cho tương ớt. Rồi, còn cái xương mình sẽ làm một cái chút nước chấm ở vô đây ha. Mình kết hợp hai này. Có thể là mỗi người sẽ có cái ăn khác nhau, nhưng mình thích chấm thêm cái xương, cho nên mình sẽ làm cái mắm. Có thể là các bạn không cần chanh đâu, nhưng mà mình cần một chút xíu chanh, giống như mình có nước để mình quậy nó lên. Cái này là hỗn hợp nước chấm mà có thể là chỉ riêng mình ăn. Khá là ok, nó cay cay, ngọt ngọt. Rồi mình mời cả nhà ăn hủ tiếu Hai Tô nha. Hai Tô, một tô, và đây một tô nữa là Hai Tô. Thói quen mình là hay kiểu thử cái nước trước, nước coi thử như nào rồi mình gia giảm cái gọi là cái gia vị ha. Thử em này ha. Có nạc, có mỡ, nó rất là ngon ha. Phê. Chấm chi hỗn hợp muối. Các bạn nhớ là order cái xương này là xin người ta cái xương mà có mỡ á, ăn sẽ ngon hơn. Thì nạc nó hơi khô với mình nha, có thể với mình. Ý là mỗi người thì có một cái sở thích, nhưng mà mình thì thích xương ống hoặc là xương kiểu vậy nè. Không biết rõ cái này xương gì nhưng mà nó có chút mỡ. Thử bạn thứ
hai. Bự luôn á, cái này siêu to khổng lồ. Đó, bằng cái nắm tay của mình. Đó, thấy không? Mình cắm vô đây. Ớt cay nó thấm vô. Siêu to và siêu ngon. Rồi, chắc là mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Nhưng mà trước khi kết thúc cái video này thì mình xin có đôi lời. Trong quá trình mình quay thì có thể có những cái hình ảnh nó không đúng với lại cái mà người ta gọi là thuần phong mỹ tục ở trên cái bàn ăn. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn đây là mình quay cái clip này đầu tiên là mình muốn giới thiệu cái quán này. Cái thứ hai là mình muốn tạo cái cảm giác ham ăn cho những người mà đang biển ăn ha. Mình chỉ mong muốn là có thể giúp ích được cho một số người mà biến ăn có cái cảm hứng để mình ăn nhiều hơn. Cái cuối cùng đó là xin lỗi những người ăn chay, và các bạn có thể bỏ qua nếu như các bạn ăn chay vì những cái hình ảnh mà mình cầm cục thịt hay là mình ăn nó ngồm ngoàm thì nó không có được đẹp lắm. Rồi, đó là những gì mà mình muốn nói, và rất cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn có cơ hội thì mình sẵn lòng giới thiệu cho các bạn tới cái quán ăn này ha, tới cái chỗ này để trải nghiệm. Người ta nói là life is experience, tức là cuộc sống là những cái trải nghiệm. Thì mình đã có một cái trải nghiệm tuyệt vời hôm nay, và hy vọng là các bạn cũng vậy. Cảm ơn và hẹn gặp các bạn trong cái clip tiếp theo nhé. Đăng ký kênh ha.